Đầu tiên khi sau khi mà mình xài cái tinh chất hoa hồng, rửa mặt xong chúng ta xài tinh chất hoa hồng, và sau khi tinh chất hoa hồng rồi thì vỗ đều với nhổ nhẹ nhẹ. Và bây giờ mình sẽ xài serum trước nha. Serum đây, serum các bạn thấy có cái chữ serum nè, và cái hộp serum của nó là như thế này, có hoa ở trên nha. Đây, trước tiên là mình mở và luôn luôn nhớ là có logo và có tên công ty của Nhật Kim Anh ở đây nhé. Và đây để serum, serum thì nó có cái vòi như thế này, các bạn lưu ý dùng Kim Anh nha, có cái vòi như thế này và mình xịt ra nè. Đó, mình chỉ xịt nhiêu đây thôi. Các bạn biết một hũ này á, ngày trước kem đêm của Kim Anh nó có 30 ml thôi, còn cái này tới 50 ml, nó rất là nhiều. Các bạn coi nè, coi thử cái da sau khi mà Kim Anh xài serum nhé. Và nhớ dùm Kim Anh là serum nó là một dạng tinh chất đậm đặc, chính vì vậy cho nên là các bạn sử dụng ở phía dưới và sử dụng đầu tiên hết cho Kim Anh. Để khi mà các bạn sử dụng đầu tiên hết thì nó thẩm thấu vào trong và nó sẽ thẩm thấu rất nhanh và rất sâu vào trong, và nó sẽ dưỡng ẩm da cho các bạn, cũng như là cái serum á thì nó cái serum này vẫn là thành phần chính của nó vẫn là nhiều hoa ngải tây nè, và nó có những cái thành phần như là lá atiso, bột yến mạch, tảo biển, tảo đỏ, lá chi húng quế, các bạn biết không, lá chi húng quế, rồi củ nghệ đó, và thành phần chính vẫn là nhụy hoa nghệ tây nha các bạn nha. Đó là những thành phần mà Kim Anh chia sẻ với các bạn, như là chi húng quế nè, atiso, lá atiso, bột yến mạch, tảo biển, tảo đỏ, và củ nghệ, và đặc biệt là nó là nhụy hoa nghệ tây là thành phần chính, nhớ nha các bạn. Thì nó giúp cho cái da nè, các bạn thấy không, Kim Anh mới vừa xức cái serum thôi nha mà cái da đã như vậy. Và các bạn luôn nhớ nhớ dùng Kim Anh là phải đánh xuống cổ, tại vì các bạn biết không, khi mà các bạn xức ở trên mặt á mà các bạn không xức cổ thì nó sẽ rất là nhanh lão hóa, cho mình phải xức ở dưới cổ nữa nha, để cho cái da của mình, nó da mặt với cái da cổ của mình nó đều nhau. Đó nè các bạn không, chỉ mới có vài phút thôi mà nó thẩm thấu nè, các bạn thấy không, đó cái da của Kim Anh nè, các bạn thấy không, nó rất là đã luôn nè, thẩm thấu rất là thích nha. Và cái serum nhụy hoa ngày tây này thì nó cải thiện collagen, ổn định các cấu trúc da cho các bạn, và nó giúp trắng da, chống lão hóa da, săn chắc căng bóng và giải độc, thanh lọc cái hệ thống da cho các bạn. Nó giữ ẩm nè, rồi nó dưỡng dưỡng ẩm da cho các bạn, nó giúp cho nó cải thiện lại cái tế bào collagen đã mất cho các bạn nha. Và dĩ nhiên khi mà các bạn sử dụng cái cream này thì các bạn nhớ cái serum này thì các bạn nhớ dùng Kim Anh là các bạn cũng vẫn phải đào thải cái kem cũ ra. Ví dụ như các bạn đang xài những cái kem nào đó bị dính corticoid hoặc là như thế nào đó thì các bạn cũng vẫn phải theo cái quy trình đào thải, tại vì nếu như dưới da của các bạn mà cái quy trình đào thải nó chưa ra hết mà các bạn xài ập lên thì cái điều đầu tiên đó là nó sẽ làm cho da của các bạn không được đẹp thời gian đầu. Các bạn phải xác định như vậy nha. Sau khi xài serum xong rồi thì các bạn phải xài cream lên liền, để chi, để mình khóa lại, tại vì nó là serum nha. Cái trước đó mình đánh là serum cho nên là mình phải mình đánh lên cho nó thẩm thấu, là mình phải khóa lại bằng cái kem đây nha. Cái kem cũng là kem nhụy hoa ngày tây nha các bạn. Kem nhụy hoa ngày tây này thì được chiết xuất từ lá hồ tiêu nè, lá sầu đâu nè, rồi quả nhân sâm ha. Đây là cái cream này là được chiết xuất từ lá sầu đâu, lá hồ tiêu, và quả nhân sâm nha. Nó giúp cải thiện collagen và ổn định cấu trúc da, ngăn ngừa lão hóa, nó giúp phục hồi cái tình trạng kích ứng da của các bạn cũng rất là hay luôn nha. Kháng khuẩn, kháng viêm, ngăn ngừa hình thành những cái đốm mụn á, và nó dưỡng da cho các bạn. Nãy giờ Kim Anh xài cream, xài serum rồi thì bây giờ mình phải lập tức mình xài cream ngay. Đây, cái cách lấy kem á là Kim Anh chỉ luôn nha. Có nhiều chị em mua cái hũ này của Kim Anh về xong mà tháo banh cái nắp luôn, hư cái nắp luôn, trời đất ơi. Cái cách xài cái kem á, cái hũ serum thì mình xịt ra, nhưng mà cái kem á thì mình ấn như vậy. Đây nè các bạn thấy không, đây nè, thấy không nhỉ, chói quá nè, đó các bạn thấy không nè, ấn nè, đó, ấn cái kem nó ra, các bạn ấn ít thôi nha. Cái mình lấy đây, mình lấy về đó, có phải là nó sạch không, nó bảo vệ
nó bảo vệ tay mình nếu mà có dơ hay có vi khuẩn gì đó nó cũng không có vào trong hũ kem được. Và cái hũ kem này của mình á, mình phải xức lên liền để chi mình khóa cái serum lại để cho nó dưỡng cái serum ở bên trong, chứ nếu không á là nó bay hết cái serum, uổng lắm các bạn ơi, tại vì nó là cái tinh chất mà. Đó lý do tại sao mà nó là một bộ đôi là như vậy á. Dạ em cảm ơn ạ. Em cảm ơn Phạm Công Bằng. Đây, các bạn phải nhớ là dùng kem các bạn cũng phải dùng xuống dưới cổ luôn nha các bạn nha. Nè các bạn thấy không, da cổ với da da mặt của Kim Anh đó nó đều nhau chứ nó không có bị lỗ lỗ. Còn cái này là cái ánh sáng của mình, cái cầm của mình nó che mất. Thì cái cream á các bạn xài nhiều thì lấy nhiều, xài ít thì lấy ít nha. Đó xài ít thì lấy ít nè, xài nhiều thì mà bấm nhiều la đó, các bạn nhớ nha. Nè nhìn cái chất kem của bên Nhật Kim Anh nè, làm sao ta. Đó, nè các bạn nhìn thấy cái chất kem không, nó đậm đặc thế này cơ mà, trời ơi, xài hơi nhiều đó, ổn quá. Và kem cũng là 50 ml nha các bạn nha. Đó các bạn thấy không. Ôi, hôm nay ở nhà mình được một bữa, các bạn thấy không, cái cách lấy kem á nó cũng rất là xuất sắc. Và nó là từ công nghệ cao của Hàn Quốc, Kim Anh cùng với các chuyên gia Hàn Quốc là sản xuất ra hai hũ này, nó là serum và kem nha. Cách lấy kem cũng hai cái khác nhau hoàn toàn, và nó giúp cho bảo vệ được cái kem ở bên trong mình không có bị mau hư hoặc là nó không có bị oxy hóa các bạn, cho nên là cái cách lấy kem nó rất là sạch nha các bạn nha. Đó đó là xong, sau khi mà mình sử dụng xong bộ đôi này. Bộ đôi này thì serum giá của nó là 950 ngàn nha, 950. Còn kem giá của nó là 850 nha các bạn. Những sản phẩm này Kim Anh được sản xuất tại Hàn Quốc với công nghệ cao của Hàn Quốc, và cùng với các chuyên gia nghiên cứu về sản xuất mỹ phẩm, và họ đã nghiên cứu từ nhụy hoa nghệ Tây để sản xuất ra dòng mỹ phẩm nhụy hoa nghệ Tây này, để đưa đến người tiêu dùng. Và nay Kim Anh đã sử dụng cũng như là rất rất là nhiều chị em đã sử dụng cùng với Nhật Kim Anh về bộ sản phẩm của Laura Sunshine. Hy vọng là tất cả các chị em ai cũng sẽ đều đẹp lên và sẽ có một làn da như ý để cho Tết này chúng ta có thể tự tin tỏa sáng nha các bạn nha.